ở tư thế chuẩn bị hai mông ngồi về gốc chân. Sau đó chúng ta tách rộng hai đùi ra, từ từ gập người về phía trước, hai tay giữ thẳng về phía trước, đặt nhẹ trán xuống sàn, hít thở đều và tập trung hơi thở vào vùng bụng. Giữ ở đây tư thế từ 8 đến 10 giây. Vào, nâng người lên.
sang phải, sang trái thoát thể. Hai tay đan vào nhau, đưa ra xa đầu, đưa cầm về với ngực. Khi người sang phải, khi người sang trái.